chỉ biết rằng từ bao đời nay những giá trị văn hóa đặc trưng của đời Xòe vẫn được người Thái bảo lưu gìn giữ qua nhiều thế hệ. Để rồi những đời Xòe đã làm đắm say bao du khách phương xa xem những chiếc đời đẹp duyên dáng của các cô gái Thái, và hơn cả là xem tình người nồng ấm trong mỗi đêm hội Xòe hoa. Nói đến Xòe Thái, phải nói đến 6 điệu Xòe cổ được các nghệ nhân coi là gốc, là cội nguồn của các điệu Xòe khác, bởi nó thể hiện đầy đủ kỹ thuật dân vũ của người Thái. Thank you.
Thank you.